chẳng dám hứa qua nhiều chuyện ngày mai, hay vu vơ về chặng đường dài. Hôm nay anh bên em ta sẽ luôn như hôm nay, và anh chỉ cần có thế. Nếu đến lúc hai ta giận hờn nhau, hãy yêu thương không như những phút đầu. Em hãy cứ tin rằng vậy, nhớ mai là anh sẽ không nghi ngờ tình tình ta chớm tắt. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Sáng thức cùng giờ đi làm chung một đường, ăn chơi cùng ngày đêm ngủ chung một giường. Tương lai to bự cùng nhắm về một hướng, hai ta sẽ là một cặp vợ chồng không tầm thường. Cưới nhau vì nhau thấy gì khó quá cho quà. Chuyện lớn nhỏ cứ để anh em không cần lo xa. Giận cứ nói thẳng anh để em là cho đã. Bao nhiêu đó là đủ, thôi đi nha. Mỗi khi em buồn anh sẽ tự nguyện vào vai thần thánh. Mang đi nỗi lo trên trời dưới đất mà không cần cánh. Còn chán thì anh sẽ tự nguyện nhập vào vai chấn thành. Hãy nào sáng đêm chỉ để nụ cười em luôn gần anh. Sẽ em chỉ mới và giờ ta thấy rằng I miss you. Muốn nói với em một câu thật lòng là I miss you. Hôm nay bất chấp tất cả anh muốn nói với em là em ơi. I wanna marry you. Anh sẽ không nghi ngờ tới tình ta chớm tắt. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Của em ta đã thuộc về nhau, yên vui hay buồn đau ta kề bên suốt đời. Từ nay em là của anh, ta mãi thuộc về nhau, yên vui hay buồn đau em đừng lo. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry. Anh là của em. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đen vẹn một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Sợ mất nhau, xin hãy tự vào vai nhau.
có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Xiết em vào lòng, hạnh phúc dường như bất tận. Khi đã yêu em trao rất nhiều, khi đã yêu em yêu thật lâu. Khi đã yêu anh say giấc mộng, khi đã yêu là dành tất cả cuộc đời cho em. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu diệu kỳ, bao nhiêu tình yêu suốt cả cuộc đời. Chỉ để dài, chỉ để dài, xin em thôi, xin em thôi, chỉ một người, chỉ một người. Đêm nay môi hôn trao nhau ngọt ngào, đêm nay ta đã có nhau trong đời. Phút giây này, phút giây này thuộc về nhau, thuộc về nhau. Phút giây này. Khách quý, kính mến, các thư kính thưa các cụ, các ông, các bà, bên nội, bên ngoại, bà con xóm giềng cùng toàn thể bạn hữu gần xa của bốn họ hai gia đình. Trên quê hương Ngọc Lũ, quê hương mà Trống Đồng đã đi vào lịch sử, cũng chính từ nơi đây gia đình ông Thọ, bà Linh đã sinh hạ ra cháu Công. Và cũng quê hương trên đất Hương Công, Bình Lục, gia đình ông Hoàng, bà Lạng đã sinh hạ ra cháu Duyên. Các cháu đã đến tuổi trưởng thành, trên bước đường công tác các cháu đã gặp nhau và kết bạn. Từ tình bạn, các cháu đã tìm thấy ở nhau có nhiều điểm tương đồng, ý hợp và quyết tâm xây dựng hạnh phúc trăm năm. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể thôn, cây có cội, nước có nguồn, con chim có tổ, con người có tông. Hôm nay ngày lành tháng tốt,
phái đoàn, họ nhà trai chúng tôi và gia đình ông bà Thọ có sửa cơi dầu lên để trước tiên theo phong tục Việt Nam chúng ta là cơi dầu ăn hỏi trước tiên để trình báo yến gia tiên cho các cháu được xây dựng hạnh phúc trăm năm. Và sau đó các cụ, các ông, các bà bên nội, bên ngoài, bà con xóm giềng chứng kiến việc xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu, được sự đồng ý của hai gia đình, được sự đồng ý của hai dòng họ, được sự đồng ý của chính quyền hai địa phương. Ngày mai là ngày lành tháng tốt, họ nhà trai chúng tôi xin phép được đón cháu duyên về gia đình ông bà Thọ để xây dựng hạnh phúc. Vậy thay mặt các đoàn đại biểu họ nhà trai xin chân thành cảm ơn và kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn hữu gần xa của bốn họ hai gia đình một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Sự báo cáo vừa rồi khi phát biểu của vị đại biểu đại diện cho dân tộc họ nhà trai Bắc đã có ý kiến và góp đặt cơi trầu văn hỏi và thay lời cho gia đình, đỡ lời cho hai bạn trẻ, xin được chân thành cảm ơn tới lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho dân tộc họ nhà trai vừa rồi. Xin được gửi những lời chúc đẹp nhất tới vị đại biểu đại diện cho dân tộc họ nhà trai vừa rồi. Cũng vấn đề liên tục chương trình trong buổi lễ ăn hỏi hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho dân tộc họ nhà gái chúng ta lên phát biểu ý kiến và tiếp nhận cơi trầu văn hỏi. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các bạn nam nữ thanh niên hai bên gia đình. Các cụ ta vẫn có câu: trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Qua thời gian tìm hiểu của hai cháu, được sự nhất trí của hai bên gia đình và đặc biệt là sự tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền địa phương, hôm nay gia đình nhà trai có lễ đến để làm thủ tục là lễ ăn hỏi cho các cháu, chuẩn bị cho cái ngày trọng đại nhất, đó là ngày mai mà vừa rồi ông đại diện của bên họ nhà trai đã tham gia phát biểu ý kiến. Tôi xin thay mặt cho gia đình của họ nhà gái xin tiếp nhận toàn bộ những lễ vật mà hai bên gia đình nhà trai nhà gái ta đã thống nhất. Hôm nay nhà trai đã mang đến lễ vật đó. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, vừa rồi là ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia tộc họ nhà gái chúng ta đã có ý kiến và đã tiếp nhận những cơi trầu ăn hỏi của gia đình họ nhà trai và thay lời cho gia đình, đỡ lời cho hai bạn trẻ. Xin được chân thành cảm ơn tới lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia tộc họ nhà gái vừa rồi. Xin được ra phía trung tâm phòng cưới để làm thủ tục trao lễ. Vâng, xin được trân trọng kính mời mẹ thân sinh ra chú rể sẽ đứng lên trao lễ. Vâng, xin được trân trọng kính mời mẹ thân sinh ra cô dâu. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me and you give me all.
of you. Oh, how many times do I have to tell you? Kính thưa các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, anh em, cô dì, chú bác, nội ngoại, bà con xóm giềng, bạn hữu gần xa của bốn họ hai nhà, cũng như bè bạn nam nữ thanh niên của hai cháu. Lời đầu tiên, tôi xin chân thành kính chúc các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể diễn hôn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, hôm nay là ngày vui của hai cháu Cháu Công và Cháu Duyên được sự thống nhất hiệp y giữa đôi bên gia đình. Hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình Bảo Thọ cũng như gia đình Bảo Lạc đã tổ chức buổi lễ sôn cho hai cháu. Về mặt thủ tục nghi lễ theo phong tục tập quán của địa phương, qua cơ chầu thứ nhất được sự đồng thuận nhất trí cao của bác viên hai họ, bốn họ cũng như đôi bên gia đình đã thống nhất, và đồng thời cũng là vun đắp xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Ngày mai là ngày chính thức là hai cháu sẽ tổ chức hạnh phúc trăm năm. Hôm nay để tiếp theo phần nghi lễ, tôi xin đại diện cho nội tộc cũng như gia đình của Bảo Thọ có ý kiến và cơ chầu xin cưới và định ngày giờ tổ chức. Và tiếp theo cái phần nghi lễ như trước đây thì các cụ còn có thể khách cưới vò rượu, con lợn béo này, nhưng mà hôm nay thì cũng thôi gọi thành tâm gọi là quốc cơ giàu đen để làm cho nó tròn cái thủ tục nghi lễ. Trước hết tôi mong các cụ công các bà quan viên họ nhà đã thông cảm. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba thì cuối cùng trước khi dừng lời thì tôi xin chân thành cảm ơn tất cả cụ, các ông, các bà quan viên họ nhà gái cũng như gia đình bà Lạng đã dành những cái tình cảm tốt đẹp, một sự đón tiếp nồng hậu chân thành, giàu lòng mến khách, mang đậm tính nhân văn đã dành cho đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Sở Văn hóa vừa rồi kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia tộc họ nhà trai bác đã có ý kiến và đặt cây chầu xin cưới và thay lời cho gia đình đỡ lời cho hai bạn trẻ, xin được chân thành cảm ơn tới lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia tộc họ nhà trai vừa rồi. Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới vị đại biểu đại diện cho gia tộc họ nhà trai vừa rồi. Với vấn đề liên tục chương trình trong buổi lễ ăn hỏi hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia tộc họ nhà gái chúng ta lên phát biểu ý kiến và tiếp nhận cây chầu xin cưới. Xin được trân trọng kính mời bác. Tôi cũng báo cáo với lại tất cả hội hôn như thế này, tức là cũng chung quy lại cũng không có một cái gì hơn hết cả là chúc mừng hạnh phúc cho các cháu. Vừa qua là ý kiến của ông đại diện bên họ nhà trai đã có ý kiến rồi. Một cái lễ nữa, đây là lễ tiếp theo đây, chúng tôi xin tiếp nhận là cái ý kiến của bên họ nhà trai là cái lễ xin cưới để đón cô dâu về vào trong ngày mai. Toàn bộ lịch trình và thời gian phương tiện đi là gia đình họ nhà gái chúng tôi hoàn toàn nhất trí với cái thời gian và cái phương tiện cơ động, là chúng ta nên chủ động và đảm bảo làm sao cho tạo điều kiện cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái ta thực hiện cái nhiệm vụ cái trọng đại này của các cháu tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là ai? Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ, nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ rể là ai? Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly.
đi. Câu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Chỉ cần nhau thôi.
Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Hôm nay là cô dâu không...
không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mong mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mộng tối. Chúng ta không chỉ các bạn trẻ lắm nữa, hay cổ hai họ hai bên gia đình. Chúng ta tự nhiên xơi trầu, uống nước, hú thuốc, cùng ăn bánh kẹo, cắt hạt dưa. Và chúng ta cùng chuẩn bị đi vào câu chuyện trăm năm của đôi bạn trẻ trong buổi chiều nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Nhất trí của hai họ hai bên gia đình, và đặc biệt là sự cho phép kết hôn của chính quyền địa phương xã nhà. Vâng, gia đình họ nhà trai hôm nay có sửa cơi trầu đến để thưa chuyện với gia đình họ nhà gái chúng ta. Trước là để bế ra tiên, sau đó là xin cô dâu Thùy Diên trở về nhà trai để chính thức lễ thành hôn mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, và để liên tục chương trình trong buổi lễ vô quy mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ Thùy Diên và Đình Công trong buổi chiều nay, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho dân tộc họ nhà trai. Bác có ý kiến và công cơi chầu xin đón dâu, xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các cụ công, các bà, cô dì, chú bác, trải qua một thời gian tìm hiểu, đến nay đã chín mùi được chính quyền địa phương đăng ký kết hôn. Hôm nay hai gia đình tổ chức việc hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Thì đến giờ phút này thì về phong tục tập quán lễ nghi thì cơ bản họ nhà trai chúng tôi đã hoàn tất xong, để trước khi đón cô dâu Thùy Duyên về dưới gia đình ông bà Thọ Linh để tổ chức được hạnh phúc trăm năm cho các cháu với phong tục tập quán lễ nghi. Và kiểu họ nhà trai và gia đình ông bà Thọ Linh chúng tôi có sửa một cơ dầu gọi là cơ dầu xin dâu để đúng với phong tục tập quán lễ nghi lễ giáo gia đình. Thế thì thay mặt họ nhà trai chúng tôi trình với lại các cụ quan viên họ nhà gái cơ dầu xin dâu, rất mong được sự đón tiếp của các quan viên họ nhà gái. Cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc buổi lễ thành hôn của chúng hai cháu thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, vừa rồi là kết phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia tộc họ nhà trai bác đã có kiến và đã đặt cơi trầu xin đón dâu và thay lời cho gia đình đỡ đời cho hai bạn trẻ. Xin được chân thành cảm ơn tới lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia tộc họ nhà trai vừa rồi. Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới vị đại biểu đại diện cho gia tộc họ nhà trai vừa rồi. Vâng, và để liên tục chương trình trong buổi lễ vô quy mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi duyên mới trong buổi chiều ngày nay, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia tộc họ nhà gái chúng ta lên phát biểu ý kiến và tiếp nhận cơi trầu xin đón dâu. Xin được trân trọng kính mời ông. Báo cáo với toàn thể hội hôn, có thể nói một thời gian dài của hai cháu tìm hiểu và được sự nhất trí của hai bên gia đình, đến ngày hôm nay đây là một ngày vui và trọng đại nhất cả cuộc đời của các cháu, mà hai bên gia đình đã thống nhất theo đúng những cái phong tục cổ truyền đối với lại hai cháu. Tất cả các lễ nghi và cái ngày trọng đại này, hôm nay tôi xin thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin tiếp nhận một cái lễ nữa, đó là lễ xin dâu. Vì còn riêng về thời gian để cơ động về bên tổ chức bên nhà trai thì cái này xin nhường quyền cho bên họ nhà trai. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, anh chị, các bạn trẻ lắm nên có hai họ hai bên gia đình thân mến. Thật đúng là bao năm thì ngày đời tháng chờ, mà tình yêu thì đẹp nhất bây giờ là đây. Vâng, và tới giờ này xin được đề nghị chú rể Đình Công hãy đứng lên ôm đóa hoa tươi thắm đi vào phía trong nhà đón cô dâu ra để bái yết tổ tiên trước khi cô dâu trở về chồng. Xin thật là cho hãy lộ một tràng pháo tay để cổ vũ cho chú rể ạ. Vâng, xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Này người anh yêu hỡi, lại gần đây với anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn giấu. Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau, với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây, anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi, thấy không con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình
một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em. Sát môi em lại đây, anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi. Thấy không còn tim anh nói rất cần em ơi. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa, và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Rồi các cụ, các bà, cô dì, chú bác, bạn hữu và bốn họ hai gia đình. Lên đây là hơn 1 giờ, mà bây giờ đã là 2 giờ kém 10 phút. Họ nhà trai và gia đình và họ Linh xin trân trọng kính mời các cụ, các bà, cô dì, chú bác của họ nhà gái chúng ta bớt chút thời gian đưa cháu Thùy Duyên về dưới ông bà họ Linh để tổ chức việc hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Đã đến giờ, xin kính mời đoàn đại biểu họ nhà trai chúng ta đã đến giờ xuất phát. Xin một lần nữa thay mặt cho đoàn của nhà trai và gia đình ông bà họ Linh xin trân trọng cảm ơn.
xuân chưa anh sao chim én bay đầy trời. Ngày vào xuân xuân sao hoa mai nở vàng nơi đây. Ngày vào xuân xuân sao ôi đất trời thay màu áo mới. Trên lối quê mỡ hồi hoa vàng hồi đình làng chim trắng rền vang. Ngày vào xuân thanh thang xôn xao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cao chào hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Lo dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi yêu em. Yêu em, yêu em, yêu nhất đời. Em ơi, lòng anh đâu giấu riêng gì. Thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngó lời em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi. Để cùng nhau sông chơi vui xuân xuân sang năm hai đứa mình có thằng cụ tí. Anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón Tết xuân sang. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng cụ tí. Anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón Tết xuân sang. Tất nhiên của cuộc sống và tình yêu của tuổi trẻ thì luôn khát khao và cháy bỏng.
như chiếc cầu vồng bắc qua cơn mưa, luôn tỏa ánh sáng hào quang. Chào Nguyễn tuyên bố tơ hồng thắm đượm từ đây, lễ trao duyên mới của cặp Huyền Hương Đình Công và Thùy Duyên xin được chính thức. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thật đúng là cùng vui mời nước mời chầu, hân hoan hai họ chung câu chúc mừng, chúc hai tổ ấm xây cùng, trăm cây hạnh phúc không ngừng tốt tươi, là hoa đơm cháy cho đời, đời đời hạnh phúc sáng ngời tương lai. Thuốc thơm quyện với hương trà, hai bên bốn họ ta hãy cùng nâng ly, và hãy uống điếu thuốc thơm để ấm lòng chàng rể, ăn một miếng chầu để đỏ má làm dâu, và thay lời cho gia đình đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng kính mời quý vị. Chúng ta hãy tự nhiên mời chầu mời nước và cùng đến với tiếng hát của nam ca sĩ Duy An, xin được trân trọng kính mời. Và xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn lên ạ, để chào đón tiếng hát của Duy An ạ. Trọn đời thì ngày hôm nay ước mơ đó của cô dâu và chú rể đã trở thành hiện thực, đó là hai bạn của chúng ta đã được làm con một nhà. Từ nay hai nhà chung lối ngõ, tình nghĩa thông gia xích lại gần, ai đã chấp cánh cho chim bay về tổ, ai đã mở đường cho thuyền tình gặp bến hoàng hôn, để ngày hôm nay hai bạn của chúng ta đã đạt được lòng câu ca của các cụ ngày xưa. Đôi ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc, như đèn mới thêu, đôi ta như thể con tầm, cùng ăn một lối, cùng lầm một long, đôi ta như thể con ong, con quấn, con quýt, con trong, con ngoài. Vâng, và tới giờ này thì một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị anh chị và các bạn hãy cùng ăn miếng chầu để mở đầu cho câu chuyện. Hãy hút điếu thuốc lá thơm để tỏ sắc thái gia đình, hãy uống cốc nước trẻ xanh để tỏ hương vị tình quê đầm ấm, và cùng cầu chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta được trọn duyên hạnh phúc. Thật đúng là đón vui thì cảnh vật trong lành, mừng cho hai bạn được kết thành từ hôm nay, để trẻ kia thuốc lá quyện bay, đông vui hội cưới vun xây nghĩa tình. Vậy tôi xin phép được đại diện cho gia đình để mở màn ý nghĩa của chương trình lễ hôn. Kính thưa quý vị, thật đúng là nhớ câu uống nước phải nhớ tới nguồn, lo cơm ấm áo phải biết ơn sinh thành, công ơn cha mẹ bao la, nuôi con khôn lớn đâu có kể công tháng ngày. Hôm nay ngày đẹp tháng hay, cho con đi xây dựng cũng có vài lời cho vui. Và ngay sau đây thì tôi xin dành một khoảng thời gian trang trọng, ân cần nhất cho lời phát biểu trao dâu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các bạn nam nữ thanh niên hai bên gia đình. Qua thời gian tìm hiểu của hai cháu, được sự nhất trí của hai bên gia đình, đặc biệt là sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan chính quyền địa phương hai nơi mà các cháu đang sinh sống. Hôm nay hai gia đình chúng tôi có tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái,
xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên hai bên gia đình đã dành thời gian đến để chúc mừng hạnh phúc cho các cháu và chúc phúc cho hai bên gia đình. Xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể hôn trường mạnh khỏe. Chúc cho hai cháu của chúng tôi trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Và vừa rồi là ý kiến cha dâu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái. Bác phát biểu ngắn gọn nhưng sâu nghĩa tình. Một lần nữa tôi xin phép được đại diện cho gia đình xin được cảm ơn lời phát biểu của bác. Kính thưa quý vị, thật đúng là giây phút hôm nay mãi đợi chờ. Bây giờ đã đến ngữ trong mưa. Em thương yêu ơi, tháng đợi lắm chờ, phút giây hạnh phúc bây giờ là đây. Và bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể hãy trở lên sân khấu để ra mắt quan viên bốn họ hai nhà. Và tiếp theo đó là sẽ cùng trao cho nhau cập nhẫn tình yêu. Và xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn lên ạ để mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể ạ. Chứng kiến nghi lễ thiêng liêng trọng đại nhất của cả cuộc đời con người, đó là nghi lễ chào nhẫn cưới ạ. Vâng ạ, quý vị đang được thấy cô dâu và chú rể đang cho nhau chiếc những chiếc vòng tròn nhỏ không có điểm đầu và điểm cuối. Điều đó tượng trưng cho tình yêu bền vững của hai bạn. Và nó cũng sẽ đánh dấu chính thức vòng đời của anh, vòng đời của em chính thức là một ạ. Thật đúng là cặp nhẫn tròn cặp nhẫn xinh. Đôi ta trao gửi biết bao tình, nhẫn không điểm đầu, không điểm cuối, như tình ta mãi kết trăm năm ạ. Quý vị hãy lời những tràng pháo tay thật lớn lên ạ, để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể ạ. Dạ vâng ạ, tiếp theo thì xin mời cô dâu và chú rể hãy trở sang phía bên tay phải để cùng chung tay cắt bánh ạ. Tượng trưng cho một cuộc sống, một gia đình ấm no và hạnh phúc. Và trong cuộc sống sẽ có những lúc gian lao và vất vả để có được những thành công. Thì mong rằng hai bạn sẽ cùng chung tay chia ngọt, xỉa bùi với nhau ạ. Tiếp theo thì xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng trở sang bàn tiệc sơn xanh để cùng chung tay rót rượu. Được ví như nước mà mặt ngọt, nước để tưới cho tình yêu được xanh đắm và mặt ngọt sẽ tốt cho hạnh phúc của hai bạn sau này ạ. Và trong những lúc đó thì tình cảm của hai bạn sẽ được đong đầy những như những tháp ly tình yêu này. Và cùng đan tay vào nhau để uống chén rượu ra bôi. Quý vị hãy lời những tràng pháo tay thật lớn lên ạ để mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể ạ. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, thật đúng là anh rủ em vào chuyện nửa đời để chầu hai họ thắm trên môi, môi son má đỏ khoe màu sắc. Cốc chén len keng díu dít mời, mời anh mời chị đường xa về đây hát bản tình ca tơ hồng. Mừng cho đôi bạn trẻ thắm lòng, mừng cho đôi bạn trẻ mặn lòng bên nhau. Và để quay trở lại với chương trình ca nhạc đặc sắc hoành tráng mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay, thì ngay sau đây xin mời quý vị, anh chị và các bạn hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để gặp gỡ và làm quen với tiếng hát của Huy Linh ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị ạ. Chương trình văn nghệ thì em xin để tới quý vị và các bạn bài hát được mà.
tuyệt vời nhất ạ. Để chúc mừng hạnh phúc cho Đình Phong và Thùy Duyên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lời cho cô dâu và chú rể xin được chân thành cảm ơn những tình cảm và đặc biệt là nhà tiếng hát của làm ca sĩ Huy Linh đã dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. À, kính thưa quý vị, trong ngày vui trăm năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ Đình Công và Thùy Duyên, gia đình họ nhà trai chúng tôi được đón tiếp sự có mặt của quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh chị và các bạn. Chúng ta đã mang về đây những nghĩa tình mênh mông khôn xiết như dòng sông Hồng trả lặng hạt phù sa, để bà con đại biểu nhà ta vui phấn khởi mà viết lên bài ca hạnh phúc. Buổi hôn lễ hôm nay thật là đông đúc, gửi tâm hồn mình cầu chúc cho cháu con và trăm sông đều đổ dồn về biển Đông, mừng cho bốn họ vui chung một nhà, mừng duyên để chúc hai gia nhận dâu nhận rể, hai nhà cùng vui. Và tiếp theo chương trình thì tôi xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhỏ nhà trai lên phát biểu ý kiến, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính mến, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bên nội, bên ngoài, bà con xóm giềng cùng toàn thể bạn hữu gần xa của bốn họ hai gia đình. Kính thưa duyên hôn gia đình, ông bà Thọ sinh hạ ra cháu Công, gia đình ông Hoàng bà là sinh hạ ra cháu Duyên. Trên bước đường công tác, các cháu đã gặp nhau và kết bạn. Từ tình bạn, các cháu đã tìm thấy ở nhau nhiều điểm tương đồng, ý hợp và quyết tâm xây dựng hạnh phúc trăm năm. Kính thưa quý vị, cây có cội, nước có nguồn, con chim có tổ, con người có tông. Được sự đồng ý của hai gia đình, được sự đồng ý của hai dòng họ, được sự đồng ý của chính quyền hai địa phương, hôm nay ngày lành tháng tốt, các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà đại diện cho bên nội, bên ngoài, bà con xóm giềng cùng toàn thể bạn hữu gần xa của bốn họ hai gia đình có mặt tại gia đình ông bà Thọ để xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Các cháu có được ngày hôm nay cũng là nhờ công sinh thành, nuôi dưỡng, ăn học đến tuổi trưởng thành và sự vun đắp của tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay. Ân nghĩa này các cháu không bao giờ quên được và phải lưu nhớ trong tâm, đừng bao giờ ấn nhầm phím xóa. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể duyên hơn, cũng trong ngày vui hạnh phúc của hai cháu ngày hôm nay, thay mặt cho hội đồng gia tộc họ nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bên nội, bên ngoài, bà con xóm giềng cùng toàn thể bạn hữu gần xa của bốn họ hai gia đình đã không quản ngại thời tiết, không quản ngại thời gian và ngọc có mặt tại gia đình ông bà Thọ để xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Cuối cùng, thay mặt cho gia đình ông bà Thọ, thay mặt cho hội đồng gia tộc họ nhà trai, xin kính chúc các quý vị đại biểu, kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và toàn thể duyên hôn một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng ạ, vừa rồi thì toàn thể hội trường chúng ta đã được đón nghe lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Bác có lời mời trân trọng, lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi hôn lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong ngày vui trăm năm hạnh phúc của chú rể Đình Công và cô dâu Thùy Huyên, thì gia đình và đặc biệt là cô dâu và chú rể đã được đón nhận rất nhiều những tình cảm của quý vị, anh chị và các bạn dành cho, và đặc biệt là những người thân trong gia đình. Và ngay sau đây thì xin mời cô dâu và chú rể hãy đứng dậy trở lên sân khấu để đón nhận món quà tình cảm từ người bố và mẹ của chú rể cũng như là bố mẹ chồng của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời hai bác. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, thật đúng là công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông. Ngày nay lên vợ lên chồng thì không thể thiếu được công ơn của mẹ thầy. Và đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được chân thành cảm ơn những tình cảm mà bố mẹ đã gửi tặng cho hai con trong ngày vui trăm năm hạnh phúc ạ. Xin quý vị hãy nhổ những tràng pháo tay thật lớn lên ạ, để mừng hạnh phúc cho gia đình ạ. Vâng ạ, tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời bác Dịp ạ, là bác ở chú rể sẽ có một món quà kỷ niệm để trao cho hai cháu ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ.
Vâng ạ, một lần nữa đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm mà hai bác đã dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Vâng ạ, tiếp theo chương trình thì xin được trân trọng kính mời chú Thím An Hà trong ngày vui trăm năm hạnh phúc của cô dâu và chú rể cũng có một món quà kỷ niệm để trao cho hai cháu ạ. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, một lần nữa thì đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được chân thành cảm ơn những tình cảm mà chú Thím đã dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Vâng ạ, tiếp theo chương trình thì xin được trân trọng kính mời anh chị Thìm Niên trong ngày vui trăm năm hạnh phúc của hai em thì cũng có một món quà kỷ niệm để trao cho hai em, xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, tiếp theo chương trình thì xin được trân trọng kính mời anh chị Tùng Lê ạ. Trong ngày vui trăm năm hạnh phúc của cô dâu và chú rể cũng có một món quà kỷ niệm để trao cho hai em. Dạ vâng ạ, đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm mà anh chị Thùy Liên cũng như là anh chị Tùng Lê đã gửi tặng cho hai em trong ngày vui trăm năm hạnh phúc ạ. Quý vị hãy lộ vững chào vỗ tay thật lớn lên ạ. Thật đúng là cung đàn và tiếng hát thì luôn là những cung bậc cảm xúc để chúc phúc cho đôi lứa yêu nhau. Và để quay trở lại với chương trình ca nhạc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay, thì ngay sau đây xin mời quý vị, anh chị và các bạn hãy cùng đến với tiếng hát của nam ca sĩ Xuân Quyền ạ, là bạn của chú rể ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Con Quyền quê hương Bắc Giang hôm nay xuống đây chung vui cùng gia đình mình, chúc gia đình mình năm nay có rể mới, có dâu hiền, để gia đình mình trăm năm hạnh phúc. Chúc đôi bạn trẻ Đình Công và Thủy Duyên trăm năm hạnh phúc. Sau đây con xin gửi tặng tới gia đình mình ca khúc Về Quê trên bản nhạc Sống ạ. Bye.
vâng, là một lần nữa thì đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được chân thành cảm ơn những tình cảm và đặc biệt là tiếng hát của bạn Xuân Quyền đã dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Kính thưa quý vị, thật đúng là miếng trầu lễ nghĩa phu thê, mẹ cha đã thuận em về với anh, hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Và mẹ ơi mẹ biết cho chăng, con yêu anh ấy như trăng với trời, con yêu anh ấy suốt đời, cũng như mẹ đã một thời yêu cha. Và thông gia thì như giường liền bờ, bên mong có rể bên chờ có dâu, thông gia thì cũng như yêu xa, từ nay hai họ sẽ bắt nhịp cầu thông gia. Và thời gian tổ chức buổi lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể đã trôi qua, vui duyên hôn với hai bạn thật là vui thay. Còn bây giờ chia tay ta mới tạm chia tay, tin vui xin hẹn gặp lại bằng giờ này sang năm. Làm tôi khát khao trao nhau tin yêu ngọt ngào, sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi, dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Chia cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Don't